Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống hàng ngày của Mỹ An, kênh chuyên cung cấp các thông tin kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là cây xà lách. Xà lách là loại rau sống ăn kèm trong các món cuốn, salad, gỏi, được ưa thích trong các bữa ăn của mỗi gia đình. Nhưng dường như ít ai biết được loại rau này còn được xem là một vị thuốc quý ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ tim mạch và khớp, hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da. Và qua video ngày hôm nay, Mỹ An sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về công dụng chữa bệnh của rau xà lách. Vậy xà lách là gì? Xà lách có tên khoa học là Lactuca sativa, thuộc họ cúc. Cây xà lách có hệ rễ cọc ăn lông trên bề mặt đất, bởi vậy cây không chịu được ngập úng, cần đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Thân cây còn có loại thân tròn, ngắn như xà lách cuộn, hoặc cũng có thân thẳng, dài như rau diếp. Lá xà lách có nhiều lớp xếp lên nhau, có loại xanh đậm, xanh nhạt, hơi tím và có loại xà lách cuộn lớp trong màu trắng non. Hoa xà lách có dạng bầu màu vàng, chứa số lượng lớn các loại hoa nhỏ trên cùng một đế hoa. Hoa có 5 đài, 5 nhị cái và 2 lá lõn. Nó thường nở vào lúc có ánh sáng mặt trời đến trưa. Họ tự thụ phấn, tốt nhất là từ tháng 9 đến 10 giờ sáng. Có nguồn gốc từ châu Âu, ngày nay được trồng ở phía Tây châu Á và phổ biến ở nhiều nước vùng nhiệt đới như Manai, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Xà lách sau khi ra cây tầm 30 đến 40 ngày là có thể thu hoạch, dùng dao cắt sát gốc, bỏ lá dập, không để già quá sẽ mất chất dinh dưỡng. Có rất nhiều loại rau xà lách. Một, xà lách xoan. Xà lách này giòn, có vị đắng hơi chát. Trong 100g xà lách có khoảng 2,2g carbohydrate, 90g nước và 1,2g chất xơ, 166 microgram vitamin A, 73 microgram folate. Ngoài ra còn có các loại khoáng chất và vitamin như sắt, canxi, kẽm, đồng, canxi, kali, caroten, vitamin C. 2. Xà lách Mỹ chứa nhiều khoáng và hàm lượng cao magie, natrium, giúp cơ thể tỉnh táo, làm giảm stress, tăng cường chức năng não và các mô cơ, là lựa chọn ưu tiên cho các bà bầu và nuôi con nhỏ, do giàu chất xơ, sắt và axit folic đều là những chất rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ. 3. Xà lách Romani. Beta-carotene trong loại này có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư, tim mạch và khớp. Xà lách này giòn, ngọt, ít hăng nên thường dùng để làm salad hoặc xay lấy nước uống nhằm hỗ trợ giảm cân, lấy nước cốt thoa lên mặt để dưỡng da. 4. Xà lách Nolo. Lá không quá giòn nhưng cũng không quá mềm, vị ngon ngọt tươi mát. Lá được xếp rời rạc, có tàng lá rộng và xoăn nhẹ. Loại này có hai màu nên được gọi là Nolo xanh và Nolo tím. 5. Là xà lách mỡ. Đây là loại xà lách có lá lớn và được xếp lỏng lẻo và rất dễ tách rời ra từ thân của nó. Lá mềm và có vị ngọt nhất trong tất cả các loại xà lách. Xà lách 6. Là xà lách caro. Đây là loại xà lách khá được ưa chuộng. Khi ăn sẽ có vị hơi đắng một chút nhưng rất giòn. Xà lách caro hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tốt cho gan, thiếu máu và chứng mất ngủ do căng thẳng. Vậy rau xà lách có tác dụng gì? Mỹ An xin mời quý vị và các bạn cùng Mỹ An đi tìm hiểu rau xà lách có tác dụng gì nhé. 1. Chống táo bón. Loại rau này chứa rất nhiều chất xơ, dầu cellulose nên sẽ làm giảm tình trạng táo bón. 2. Hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da. Dùng salad, rau củ
quả hoặc xay nhuyễn lấy nước uống hoặc thoa lên mặt mỗi ngày là những phương pháp làm đẹp đơn giản và an toàn nhất. 3. Ngăn ngừa ung thư. Lượng beta-carotene có trong xà lách được nghiên cứu là một ứng cử viên nằm trong danh sách thực phẩm ngăn ngừa ung thư, phòng tránh các bệnh tim mạch và thấp khớp. 4. Giảm stress. Nước ép xà lách có tác dụng giảm giải nhiệt cho cơ thể. Hàm lượng natrium cao cùng với các magie trong xà lách giúp cho cơ thể tỉnh táo, làm dịu kích thích thần kinh. 5. Giúp ngủ ngon. Một chất gây ngủ có trong xà lách là natrium, khiến giấc ngủ sâu và ngon hơn. 6. Tốt cho người thiếu máu. Những người bị thiếu máu do thiếu sắt nên ăn nhiều xà lách, vì không có hàm lượng chất sắt cao mà chất sắt trong rau được cơ thể hấp thụ hơn nhiều so với những chế phẩm bổ sung sắt. 7. Tốt cho thị lực mắt. Beta-carotene sẽ được chuyển hóa thành vitamin A khi vào cơ thể, giúp duy trì thị lực tốt. 8. Tăng cường chức năng sinh lý. Ai Cập đã dùng xà lách để cải thiện tình trạng xuất tinh sớm. 9. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thành phần carbohydrate thấp hơn 3% nên sẽ là loại rau lý tưởng cho những người bệnh tiểu đường. Cuối cùng, Mỹ An gửi đến quý vị các bạn tác dụng cuối cùng là làm giảm đau đầu. Do chứa một hàm lượng cao magnesium nên nước ép và xà lách có một năng lực siêu phàm trong việc phục hồi các mô cơ, tăng cường chức năng não. Tuy nhiên, rau xà lách rất tốt cho mọi người, nhưng cũng có một số lưu ý khi các bạn ăn xà lách nhé. Những người đang dùng thuốc chống đông máu có hàm lượng vitamin K cao, vì vậy nếu ăn xà lách sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Xà lách chứa một lượng lớn vi khuẩn và ký sinh trùng gây hại chưa bị tiêu diệt, gây nguy hiểm đối với mẹ bầu và thai nhi. Những người bị đau dạ dày cũng không nên ăn rau vì gây kích thích niêm mạc dạ dày, khiến bệnh nặng hơn. Người bị viêm đại tràng cũng không nên ăn xà lách vì có chứa chất xơ dạng không tan nên như senulose khi ăn vào sẽ khiến thành ruột bị cọ sát. Như vậy là tất cả những thông tin về cây xà lách, các loại đào xà lách mà Mỹ An đã giới thiệu ở trên. Rất mong các bạn có thể thêm chút kiến thức của rau xà lách vào đời sống hàng ngày của gia đình để cho mọi người có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung cho sức khỏe. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều tinh thần tốt trong cuộc sống. Nhớ cho Mỹ An một like, một chia sẻ, nhất là đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của Mỹ An nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn.